các bạn, hôm nay mình sẽ làm video để review chai Sidai của nhà Loan Mazzone. Rồi, như chúng ta thấy thì cái hộp của chai Sidai thì không có gì quá đặc biệt. Nó khá là đơn giản, với một cái hộp xung quanh là màu đen với một cái nhãn màu trắng phía trước này. Thì có các thông tin về tên hãng, chai là Sidai, nồng độ eau de parfum 100ml. Rồi, chúng ta tháo siêu cái chai còn nguyên siêu đây. Tháo siêu trên đầu đây. Gỡ ra thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy là cái lớp màu đen này là một lớp bằng nhung khá là đẹp. Cái trên này thì cái logo được khắc chìm một cách rất là tinh xảo. Mình thấy thì hoàn toàn khác với lại cái vẻ ngoài khi mà còn ở trong bọc ni lông. Thì cái nhãn này thực chất là một cái nhãn nó đã được niêm phong. Là chúng ta khi mà muốn mở cái này ra thì chúng ta phải gỡ lên. Đó, nó như thế này. Sau khi gỡ lên thì cái chai nó nằm phía bên trong. Đây là cái chai Loan Mazzone Sidai. Cái chai thì cái nhãn nó giống như cái hộp bên ngoài thì hoàn toàn màu đen bóng. Ở dưới đây là có một cái tên, cái thông tin của chai nước hoa. Đây, dỡ lên. Okay. Chai nó như thế này. Rồi chúng ta sẽ test cái vòi xịt của nó. Cái vòi xịt cũng khá là mạnh. Quá trình đập hộp thì mình sẽ đến phần review về mùi hương. Sidai trong tiếng Latin có nghĩa là không có ngày tháng, không có tương lai. Cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến gắm trong cái chai nước hoa này là một cái mùi hương làm chúng ta rất là thoải mái và quên đi cái ngày mai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử coi cái mùi hương này có làm mình quên đi được tương lai không nha. Một cái cảm giác đầu tiên mà khi mình ngửi cái mùi này thì cái top note nó là một cái mùi sung chín, có một chút chua, có hơi chát nhẹ một chút xíu, mùi xanh xanh và mùi ngọt rất là ít. Có mở đầu cũng có một chút của hương bưởi. Cái mùi hương là mình liên tưởng đến chai Barado Bub mà mình đã review ở cái review trước. Thì nó cũng giống như, gần giống như một mùi trái cây, nhưng mà ở cái chai Sidai này thì cái mùi hương trái cây nó sẽ tươi hơn và nó không có cái mùi hơi chín rũ rượi của cái chai Barado Bub. Thì mình nghĩ cái chai này sẽ dễ xài hơn, cảm giác như là hai cái cực của cái mùi trái cây. Nếu như chai Barado Bub là một cái mùi trái cây rũ rượi của ban ngày thì mình nghĩ cái Sidai là một những cái mùi trái cây về ban đêm. Cái độ tỏa hương của nó vào cái nốt đầu thì mình thấy nó cũng bình thường, tỏa gần chứ không có tỏa mạnh như là chai Barado Bub. Lưu hương thì mình thấy nó lưu trên da mình được khoảng 4-5 tiếng. Vừa đủ mát mà không gây khó chịu cho những người xung quanh thì mình nghĩ cái chai này khá là phù hợp để sử dụng ban ngày cho đi học hoặc là đi làm. Mùi hương này thuộc loại mùi hương unisex, có thể nam hoặc là nữ xài đều được. Thì để chốt lại thì mình nghĩ đây là một cái mùi trái cây cũng khá là thú vị cho các bạn khám phá những cái nốt mùi trái cây rất là độc đáo với cái hương chủ đạo là fig và bưởi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của review của mình về chai Sidai của Loan Mazzone. Thì nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy like và share. Còn nếu muốn nhận thêm nhiều cái video khác của mình thì hãy subscribe cái channel của mình nha.